Ở video clip đầu tay này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một động tác nhảy kinh điển của Michael, đó là động tác moonwalk. Nó trông thế này. Bước 1 thì các bạn khi phải chúng ta giở gót lên, chân trái các bạn rút về. Nó như thế này, chân phải giở gót lên, chân trái rút về. Lúc mà chân trái rút về thì chân trái các bạn phải thẳng tuyệt đối nha. Rồi bước 2 thì sau khi rút về chúng ta đổi chân luôn, chân phải giở lên, chân trái rút về, đổi chân. Lúc mà kéo về thì các bạn nhớ là kéo nó dài chút, tức là qua khỏi gốc chân này. Bước thứ 3 thì chúng ta kết hợp cái hai chân nha. Nó như thế này. Đừng đổ bên ha. Sau khi đổi chân các bạn rút về liền luôn. Ở những lần đầu tiên thì các bạn thấy nó có vẻ hơi khó và khó thực hiện, nhưng mà đừng lo, sau một tuần hoặc là chậm hơn một chút là khoảng nửa tháng, một tháng thì các bạn có thể thực hiện được tốt động tác này một cách mượt mà nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp sau, đặc biệt là hẹn gặp lại các bạn tại khu vực Hồ Chí Minh.